Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn cũng như là đã đến với lại Vicao Television phối hợp với lại Vicao Radio. Thưa quý vị, đây là chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ. Trọng Nghĩa xin thân mến chào diễn giả Phạm Gia Đại là người phụ trách về vấn đề chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ này. Vâng, chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán giả. Và thưa quý khán giả, thì trong kỳ lần kỳ trước thì diễn giả Phạm Gia Đại đã gửi đến quý vị gọi là cái phân tích về cái thì quá khứ cũng như là cái past tense và cái past participle ạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp tục như thế nào thưa diễn giả? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái thì có lẽ nó cũng là cái thì sau cùng của trong văn phạm của tiếng Anh đó. Thì chúng ta thường dùng lắm, cái thì này thường dùng lắm trong tiếng Anh. Đó là cái thì mà passive voice, tức là thì thụ động. Và lát nữa chúng tôi sẽ trình bày đến thì active voice, tức là thì chủ động. Thì trong cái thì mà passive voice này đó, thì nó cũng kết hợp bởi động từ to be cộng với lại quá khứ phân từ là past participle. Thì nó sẽ trở thành ra là một cái việc gì mà nó bị phải làm, không muốn làm cũng phải làm, bị bắt buộc phải làm đó. Thì hoặc là người ta lại được một cái gì đó, thì vừa bị hay vừa được. Và trong tiếng Anh nó là cái thì passive voice. Mà thì này rất là thông dụng, chúng ta nên để ý để chúng ta dùng. Thí dụ như bây giờ đó, có mấy câu chúng tôi cứ đưa lên trên này để cho quý vị nhìn thấy cái thì passive voice nó như thế nào để chúng ta bắt chước. Học tiếng Anh là chúng ta bắt chước thôi, bắt chước học thuộc lòng nó cũng được nữa, để chúng ta bắt chước khỏi để mà chúng ta dùng sau đó từ từ nó sẽ trở thành của mình. Thí dụ như câu đầu tiên đó, the political prisoners are forced to do hard labor in communist concentration camps. Cái chữ to do ở đây đó, tôi có mở ngoặc ra là carry out đó, thì quý vị học thêm được một chữ nữa đó, là cái idiom, cái chữ này nó giống như là một cái idiom nhưng nó là một tiếng mà động từ kép. To carry là mang một cái gì đi, mà thêm chữ out vô, carry out là thực hiện, làm cái điều gì là carry out. Thì nó có nghĩa đồng nghĩa với chữ to do, là chúng ta học thêm được ngoài to do ra, khi mình cần nói một cái nhiệm vụ gì làm việc thì carry out a mission, tức là mình thực hiện một cái nhiệm vụ. Carry out an impossible mission là phải thực hiện một cái việc mà không thể làm được, khó quá. Thì đây ở trong cái câu này đó, chúng ta học được là politics có chữ S là về chính trị hay là môn học về chính trị. Nhưng đây là political là nó là tiếng tính từ. Tiếng từ đó nó nói, nó bổ nghĩa cho cái prisoners. Prisoner từ chữ prison là nhà tù, thêm chữ ER, prisoner ra nó là người tù, là tù nhân. Thì những cái người tù nhân chính trị này đó, họ làm sao? Họ là are là to be, forced tức là quá khứ phân từ, forced là từ động từ, mà to force là nó ra cái lực đó, ra cái lực gì là to force, hay là làm áp lực gì nó là to force. Và ở đây là are forced là bị buộc phải làm, are forced to do. Hard labor, labor là cái công việc lao động tay chân. Hard là nặng nhọc, làm công việc lao động nặng nhọc trong những cái camps là những trại nào, concentration là tập trung của cộng sản, communist là cộng sản. Thì đây là một cái nói trong các cái sách báo thường nói về cái sau khi mà mất miền Nam đó, thì hàng trăm ngàn các sĩ quan viên chức đã vô trong trại giam. Thì đây là chữ người ta rất thường dùng trên báo chí mà để mô tả cái việc đó. Thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở đây á, nó có là the political prisoner. Sau này chúng tôi sẽ đi vào cái những cái mà nó gọi là mạo tự đó ở đầu, chữ E, chữ N và chữ the. Ba chữ này nó đóng vai trò cũng rất là quan trọng trong cái câu nói của chúng ta. Và sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị khi nào quý vị dùng chữ E, khi nào quý vị dùng chữ N, khi nào quý vị dùng chữ the. Đây nó có cái trong văn phạm nó có viết rất là rõ. Còn riêng ở đây khi người ta dùng chữ the political prisoner, tôi biết ngay nói đến những người tù chính trị nào. Đó là cái khẳng định của nó. Thành bây giờ đó, cái nữa chúng ta có thể học thêm một cái câu thứ nhì mà chúng ta thấy rằng là ở đây á, nó có một cái ngược lại á. Bên trên là bị, phải không quý vị? Bị bắt buộc phải làm cái công việc mà nặng nhọc về lao động như vậy. Nhưng cái câu bên dưới này đó, he was awarded
The Nobel Prize. Thì ông ta ở đây chúng ta không nói là bị được, mà tiếng Việt chúng ta dịch là ông ta được trao cái giải thưởng Nobel. Cái mình nhớ rằng cái Nobel Prize đây ấy, là cái tiếng nó gọi là tiếng danh tự riêng, cho nên chúng ta phải viết hoa. Cái Nobel tức đây nó là cái giải Nobel, và cái phần thưởng Nobel Prize đây cũng phải viết hoa luôn, để cho người ta biết rằng đây là cái giải Nobel chứ nó không phải là gì khác. Còn nếu mà trường hợp mà Nobel không thôi đó, nhiều khi nói người ta hiểu lầm nó là một cái gì quý phái. Yeah. Nó là về quý phái là Nobel. Yeah. Nobel là một cái có thể người ta hiểu ra là như chữ đó. Nhưng mà cái chữ Nobel mà diễn giả vừa nói nó có viết nó hơi khác, tức là nó viết là N-O-R-B-L-E đúng không ạ? À? Cái tức là nó dựa trên cái chữ Pháp là Nobel đó, và dạ, tức là giả dạ, trưởng giả đó. À, dạ. Còn cái chữ này Nobel là một cái tên là của cái ông, dạ, của ông Thụy Điển, dạ, ông Nobel, dạ. Còn cái chữ mà Trọng Nghĩa nghĩ là tại vì Trọng Nghĩa không biết là cái chữ khi mà đọc thì nó giống nhau. Dạ, nó đọc giống nhau, nó gọi là nó đồng âm nhưng mà khác nghiệp, dạ, nó viết khác nhau. Dạ dạ. Thành ra đây nó là một phần, nó là tên của công đó, nhưng một phần đây là một cái giải thưởng gì đó thì thường người ta hay viết hoa. Dạ dạ đúng vậy. Dạ. Thì cái tiếng Anh đó chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề này, khi mà nó viết và nó đọc đôi lúc nó hơi giống nhau lắm. Cho nên đôi lúc chúng ta cẩn thận cái chỗ mà chúng ta nói tiếng Anh. Và yeah. Chính vì thế mà có nhiều người nói tiếng Anh, nó khi mà họ nói từ chữ này mà người ta nghe từ chữ khác là vì mình không có đọc đúng cái âm của nó. Thì trong cái câu mà vừa rồi đó là ông ta được giải thưởng về cái giải Nobel đó, thì nó có nghĩa rằng là ông ta là có cái vinh dự, cho nên chúng ta dịch cái tiếng Việt là chúng ta dịch là ông ta được một cái vinh dự đó. Dạ. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta học về cái phần mà nó gọi là cái thì passive voice. Trong cái thì passive voice này quý vị, nó có một cái mà chúng ta cần lưu ý ở đây á, là tiếng Việt của mình á, nếu mình dùng là bị hay là được á, nhiều khi nó rất là nặng cái câu văn của mình. Cho nên nhiều khi người ta sửa nó trở thành cái thì active voice. Yeah. Để cho nó đỡ nhỏ nhẹ hơn, nó, dạ. Nó nhẹ đi. Yeah, yeah. Nhưng mà tiếng Anh đôi lúc á, là ở đây người ta muốn viết như vậy để cho nó nhấn mạnh hơn. Tiếng Anh passive voice nó đôi lúc nó lại nhấn mạnh hơn cái vấn đề đó. Cho nên là học tiếng Anh á, và khi dịch qua tiếng Việt và từ tiếng Việt dịch qua tiếng Anh, nó có một cái hơi nó khác nhau một tí. Yeah. Cho nên khi mà chúng ta mà cần phải phiên dịch á, thì chúng ta cũng phải hiểu cẩn thận, nó tương đương với tiếng Việt của mình là gì để mình dịch cho nó đúng. Chứ mình không thể dịch là ông ta bị trao cái giải thưởng đó, đúng không? Dạ, bởi vậy người Pháp họ hay nói cái câu là mà traduire c'est trahir đó, tức là dịch là phản đó, thưa quý vị. Dạ. Và thưa Trọng Nghĩa xin được phép hỏi diễn giả Phạm Gia Đại một câu gọi là hơi ngoài lề một tí, tức là xin được hỏi bằng tiếng Anh, đó là Trọng Nghĩa cũng học theo những cái gì và diễn giả Phạm Gia Đại đã hướng dẫn đó, tức là Mr. Phạm Gia Đại, Mr. Pham, were you a political prisoner in Vietnam before? Dạ. Yeah. Okay. Tức là Trọng Nghĩa hỏi là diễn giả Phạm Gia Đại, ông có phải là một cái tù nhân chính trị trước đây tại Việt Nam hay không? Dạ. Yeah. Vâng, thì thưa quý vị, đúng vậy, chúng tôi cũng là một trong các tù nhân chính trị tại miền Nam sau khi mà Sài Gòn sụp đổ. Thì đấy, và chính vì thế chúng tôi có viết cái cuốn sách mà Những Người Tù Cuối Cùng. Yeah. Và nó dịch qua tiếng Anh là The Last Prisoners. Yeah. Thì nó thì có thể trả lời, khi mà anh Trọng Nghĩa hỏi như vậy thì mình trả lời là yes đầu tiên hết. Yeah. Thì mình xác nhận nó là đúng. Yeah. Còn nếu mình nói no thì mình xác nhận là không phải. Yeah. Thì như tiếng Anh nó có một cái câu đầu tiên, khi người ta hỏi mình cái gì mình xác nhận ngay. Yeah. Yes, I was a political prisoner in communist camps. Yeah. After Saigon collapsed. Yeah. Thì thí dụ mình trả lời như thế, vâng, đúng vậy, tôi là một trong người tù chính trị ở trong trại giam cộng sản sau khi miền Nam sụp đổ. Dạ. Vâng. Như vậy thì thưa diễn giả Phạm Gia Đại, thì nếu mà muốn tìm mua cái cuốn sách mà diễn giả Phạm Gia Đại đã viết đó, về cái chế độ mà cộng sản đó và những cái năm mà đi tù của nhà văn Phạm Gia, của giảng gia Phạm Gia Đại đó, thì chúng ta có thể tìm mua đâu ạ? À? Thưa quý vị, cái này thì cũng chúng ta mở ngoặc thôi vì nó nằm ngoài cái chương trình. Dạ, nhưng mà rất hay. Dạ, Trọng Nghĩa cũng muốn biết. Dạ. Bỏ
trên Amazon. Dạ, có bán trên Amazon. Dạ. Quý vị có thể mua trên Amazon được. Quý vị có thể đánh vô chữ mà những người từ cuối cùng tiếng Việt hay là The Last Prisoners bằng tiếng Anh. Dạ. Hay là các cái tiệp sách ở đây họ cũng vẫn còn. Dạ. Trọng Nghĩa cũng mong nhân cơ hội này cũng trân trọng giới thiệu đến quý vị cái quyển mà diễn giả Phạm Gia Đại, nhà văn Phạm Gia Đại vừa giới thiệu đến quý vị, để mà quý vị có thể tìm hiểu những cái kinh nghiệm mà gọi là của người mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà đã từng, hoặc là những người mà đã làm việc dưới cái chế độ gọi là chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hòa đó, mà diễn giả Phạm Gia Đại đã ghi bằng tất cả cái ngòi bút cũng như là cái lương tâm của mình trong cái quyển đó, và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị. Và xin mời diễn giả Phạm Gia Đại tiếp tục ạ. Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một cái điểm về anh Văn đó là nó như thế này. Sau khi đi ra khỏi tù qua Mỹ, tôi có tiếp xúc với một số những cái người Mỹ ở bên này, và họ nói, khi họ nói chuyện với chúng tôi đó, họ ngạc nhiên rằng là tại sao anh sau thời gian ở tù tới 17 năm trong đó mà qua Mỹ anh vẫn còn nhớ tiếng Anh. Dạ. Họ có cái thắc mắc đó. Dạ. Bởi vì thời gian lâu quá rồi và mình không có practice makes perfect nữa. Dạ. Mình không có thời gian để cho mình thực tập nói tiếng Anh trong tù bây giờ cả. Yeah. Và suốt 17 năm mình không nói như thế thì tiếng Anh của mình nó sẽ bị quên lãng đi. Lục ra bị lục nghề. Lục đi thôi. Yeah. Thì họ có hỏi câu đó, thì nhân dịp đây trong cái hướng dẫn về bạn đàm tôi cũng trình bày quý vị, nó không có bị quên lãng đi, bởi vì chính chúng tôi ngày xưa chúng ta học Anh Văn rất là căn bản. Dạ. Yeah. Cái căn bản đó chúng tôi muốn gọi là hướng dẫn lại cho quý vị ngày hôm nay là cái căn bản đó, để cho nếu mà 5-10 năm sau quý vị vẫn nhớ được như thường, không quên được, nếu chúng ta học có căn bản. Yeah. Còn nếu chúng ta học không có căn bản, nó có thể nói ngày mai quên rồi. Yeah. Ngày mai có thể quên cái chữ mình vừa học ngày hôm nay rồi. Thì chúng ta sẽ có cái phần ôn lại sau. Nhưng mà nhân dịp ở đây thì cũng nói thêm một vài những cái điểm căn bản mà nếu những quý vị chưa có được nghe những cái hướng dẫn của chúng tôi từ đầu cho tới nay đó. Bây giờ nó đã là chương trình thứ 19 rồi. Yeah. Và cái chương trình là chương trình thứ 20 rồi anh. Yeah. Chương trình thứ 20 rồi thì chúng tôi đã có những cái điểm căn bản là như thế này. Thứ nhất, quý vị cần có một cái notebook, một cái sổ ghi chép lớn hay nhỏ. Thường ngày xưa đó là tôi dùng hai cái, một cuốn sổ ghi chép lớn để tôi ghi chi tiết, cuốn sổ pocketbook đó, một cái cuốn sổ nhỏ để bỏ túi á, là tôi ghi tóm tắt thôi. Ví dụ như vừa rồi đó, chúng ta học cái chữ ever đó, thì tôi ghi chữ ever, not ever, everlasting, rồi evermore, thí dụ như evergreen, tôi ghi những cái đó thôi. Là khi mà đang ngồi chờ khám bệnh hay là đi chờ mà meeting chưa có họp, mình lấy cái cuốn sách ra mình coi, thì mình học lại lần nữa. Yeah. Và khi chúng ta học lại lần nữa như vậy, chúng ta nhớ được lần thứ nhì, thì cái lần thứ nhì nó nhớ nhiều hơn lần thứ nhất. Và nếu chúng ta học được lần thứ ba nữa, là chúng ta sẽ nhớ được hơn nhiều lần thứ nhất nữa. Yeah. Đấy là một cách. Cách thứ hai nữa đó, là chúng ta cứ học xong 10 bài, chúng ta đừng có học tới bài 11 vội. Chúng ta ôn lại 10 bài đó. Bài 1 đó, khi ôn đó chúng ta phải đọc. Trước khi chúng ta phải đọc lại từ đầu đến cuối cái bài đó. Cái lesson 1 chúng ta phải đọc lại. Đọc lại hết cái bài đó, tự đọc, tự nghe. Và khi mình nhìn, nghe thấy rằng mình đọc có chỗ nào sai không. Khi mình nhìn thấy chữ này ngượng ngượng quá mình đọc không được, thì mình phải tra từ điển mình đọc trở lại chỗ đó. Và chúng ta có đọc 10 lần, 20 lần cho thế nào chúng ta đọc đúng cái chữ đó, không sai nữa, thì chúng ta mới thôi. Chứ đừng có đọc 1-2 lần xong lại bỏ nhảy qua chữ khác. Thì chính mình đọc như thế đó, lần sau mình lại đọc sai nữa. Yeah. Cho nên cái không đọc sai đó là chúng ta phải đọc là như cái chữ đầu tiên chúng ta vẫn dùng cho quý vị là international. Thí dụ như vậy, mình nhấn mạnh vần thứ ba national. Thì khi mình đọc là international là mình đã nhấn mạnh vào đầu là mình sai rồi, bây giờ mình sửa lại international. Nó lên và xuống như vậy. Và cứ như vậy, international, 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 mình đọc hoài như thế đó. Cho thế nào mình đọc đúng thì thôi. Đây là cái phương pháp thứ hai hướng dẫn để chúng ta không quên cái chữ đó. Và ngoài ra cái thứ ba nữa là chúng ta thực tập. Thực tập có hai cách. Cách thứ nhất đó là trong cái cuốn mà sách Anh Văn, là sách nào nó cũng có cái phần exercise hết á, phần làm bài tập. Thì chúng ta phải làm bài tập đó, không được bỏ. Và không những làm bài tập đó mà chúng ta phải làm tập một cách rất là kỹ lưỡng. Từng chữ, từng câu chúng ta làm thật kỹ lưỡng.
để chúng ta hiểu được cái câu hỏi của người ta và mình trả lời cho thật đúng câu đó, thì tức là mình đã nắm vững được cái bài học đó. Đấy là cái điều mà chúng tôi hướng dẫn quý vị là rất quan trọng, những cái điểm quan trọng để chúng ta có thể mà sau này chúng ta sẽ không những improve trau dồi mà chúng ta có thể master, chúng ta nắm vững được cái tiếng Anh, thì bây giờ là chúng ta sẽ thoải mái trong khi chúng ta nói chuyện. Bây giờ trở về cái văn phạm ngày hôm nay, chúng tôi muốn trình bày quý vị có thể nó là một cái thì mà sau cùng mà cần thiết phải học ở trong văn phạm của tiếng Anh á, thì đó là thì active voice. Yeah. Cái thì active voice này nó là nói cái thì hành động, nó ngược với thì vừa rồi chúng tôi nói với quý vị, nó là thì passive voice, là thì bị tức là thụ động, nó thụ động. Thì cái active voice nó nói cái việc nó xảy ra một cách trơn tru từ đầu đến cuối, bởi vì cái người đó đó là chính là tôi, là anh hay là bạn hay một người nào đó làm, thì người đó là làm cái việc đó chứ không phải là bị làm. Thì đấy là một cái chúng ta sẽ so sánh giữa hai cái thì mà ngày hôm nay đó, đó là thì passive và bây giờ là thì active. Thí dụ như cái thì active như thế này, quý vị vẫn thường ở đây tôi thấy rất nhiều người coi trên cái đài ABC số 7 của Mỹ ấy, nó hay có cái show về dancing rất là hấp dẫn. Yeah. Đó là Dancing with the Stars. Chồng người cũng thích cái show đó lắm. Đó, thưa, cái yeah, show yeah, đó yeah, là, yeah. Mình, là mình khiêu vũ với các vì sao. Star yeah. đây nghĩa đen nó là các vì sao ở trên trời. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó thì nó là các người nổi tiếng. Yeah. Các người danh tiếng nổi tiếng, thí dụ như là các minh tinh màn bạc, yeah. các ca sĩ. Kể cả những người mà đánh bóng rổ, kể cả những yeah. người về thể thao, tất cả người yeah. nào mà nổi tiếng ngoài, yeah. nó gọi là star, là ngôi sao. Nói chung là người của quần chúng đó. Đó là người quần chúng đó. Yeah. Cũng như là chúng ta thấy nó có cái the Hall of Fame, là những cái mà những cái yeah. nó gọi là những cái nơi nó để tên những người danh tiếng đó. Yeah. Giống như trên Hollywood. Yeah. Đại lộ danh vọng đó. Yeah. Nó có những cái ngôi sao ở trên cái đường, đường yeah. mỗi ngôi sao đó là tên của một cái diễn viên, đạo diễn, yeah. một cái ca sĩ này, yeah. cái vâng. ca sĩ vân vân đó. Thì cái chữ star ở đây nó rất hay, là chúng ta học thêm được cái nghĩa bóng của chữ star. Thì bây giờ cái câu mà active và nó active voice ở đây ấy, nó là Jane loves watching Dancing with the Star show, tức là cô Jane á, cô rất là thích, mà cô ấy thích xem cái gì, xem cái màn trình diễn, cái show là màn trình diễn là Dancing with the Star, là khiêu vũ với các nhân vật nổi tiếng. Thì đây chúng ta nhìn thấy đây là cái thì mà nó rất là trơn tru, nó chạy từ đầu tới cuối, nó không có bị, nó không có được gì cả. Thành ra đây là chữ love đây, Jane love watching ở đây, nó là thì active, nó là thì chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày. Thì đó là cái thì mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đã học qua những thì mà thì hiện tại vân vân, các cái thì mà present participle chẳng hạn, thì liên tiến chẳng hạn. Thì ở đây ngoài ra chúng ta có thêm một cái thí dụ thứ nhì trên màn hình mà quý vị nhìn thấy đó, nó nói lên là Jack eats the popcorns non-stop, tức là cậu Jack này, cậu ta ăn cái bỏng ngô đó, nó gọi là popcorns đó, và cậu ta ăn, cậu ta ngừng không được, không ngừng được, vì cậu ta ăn hết cái này ăn cái kia không ngừng được. Thì nó nói cái hành động của cậu này tự cậu ăn chứ không phải là bị ăn, giống như là hôm trước anh Trọng Nghĩa có nói là anh ăn mà đậu phộng chẳng hạn. Dạ không ngừng được. Dạ tại vì cái đó là dễ ghiền lắm thưa quý vị, không biết là diễn giả Phong Gia Đại như thế nào, nhưng mà chẳng hạn như đậu phộng hay là những cái có nhiều người cũng ghiền hạt dưa đó thưa, khi mà Tết đến đó thưa diễn giả Phạm Gia Đại, có nhiều người ngồi cắn hộp dưa mà không biết có cái gì ngon mà cắn là cắn biết luôn, đỏ tay hết rồi cắn là hạt dưa đó khi mà Tết về đó thưa quý vị. Dạ cái đó cũng là một cái mà nó gọi là đôi lúc có mình xem TV hay đôi lúc mình đọc truyện đó, thì là mắt mình xem nhưng nhiều khi là mình ăn thêm cái gì mình ăn không ngừng được. Yeah. Thì đây cũng là một cái thói quen của rất là nhiều người, thành ra người Mỹ ở bên này đã họ cũng có những cái thói quen rất quen, cho nên
Khi mà chúng ta đi vô trong một cái theater, một cái rạp hát của Mỹ, mình thấy mới bước vô mình thấy ngay là nó bán ngay trên cái quầy đó là tất cả các loại nước uống. Yeah. Đầu tiên nước uống mà đặc biệt nhất trong đó là họ bán là các loại mà soft drinks rồi, tức là các cái nước ngọt. Các cái nước ngọt đầu tiên và cái thứ nhì mình nhìn thấy ngay hai bên cạnh. Popcorn. Yeah. À, popcorn. Và hầu như không thấy có loại nào khác ngoài yeah. cái popcorn cả. Thì cái popcorn ở đây ấy, của người Mỹ nó là một cái món ăn mà nhẹ dành cho những cái mà thể thao hay là phim ảnh người ta ngồi, hay là mình đi coi những cái trận mà đá banh, mình coi yeah. về soccer, mình coi về football, mình coi về baseball chẳng hạn. Thì những cái đó nó sẽ cho chúng ta một cái thích thú để mà chúng ta trong khi đang theo dõi. Đấy là cái điều mà chúng tôi mới trình bày với quý vị ấy, là cái thì mà passive voice chúng ta vừa học xong, chúng ta vừa học xong cái thì nữa là thì active voice. Mà hai cái thì đó là người ta dùng đối lại với nhau trong cái thì bị và thì mà được. Thì chúng ta học cho tới ngày hôm nay ấy, là chúng ta đã qua những cái thì quan trọng nhất của tiếng Anh rồi. Chúng ta qua cái thì hiện tại, qua thì quá khứ, qua thì tương lai, qua cái thì mà liên tiến của nó ở hiện tại, quá khứ, tương lai nó liên tiến nó xảy ra như thế nào. Và chúng ta đã học qua những cái thì như ngày hôm nay là present perfect, rồi là past perfect chẳng hạn. Rồi chúng ta học qua cái thì mà nó được, nó bị và nó tự nhiên nó xảy ra. Thì đây là những cái thì mà thưa quý vị căn bản nhất trong tiếng Anh mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Yeah. Những cái mà khuôn mẫu chúng ta phải học thuộc lòng. Thí dụ như bây giờ để cho khỏi quên á, chúng ta thấy rằng cái thì mà present perfect á, quý vị có nhớ là nó là to have cộng với lại quá khứ phân tử. Còn nếu mà quá past perfect á thì nó là had, là to have, had là cái quá khứ của nó cộng với quá khứ phân tử thì nó trở thành là past perfect. Thì đấy là những cái khuôn mẫu nó gọi là những pattern, người Mỹ nó gọi là pattern, khi những cái pattern đó chúng ta học thuộc lòng thôi. Cũng yeah. như cái thì mà liên tiến, thí dụ như là to be cộng in chẳng hạn, là cái gì đang xảy ra. Thí dụ như mà I am talking to you right now. Đó. To be cộng in, am là in là to be. Talk thêm in, verb cộng với in thì là đang nói trong hiện tại. Đây là những cái chúng ta ôn lại một chút xíu, rồi trong cái kỳ tới chúng ta sẽ có một cái ôn 10 bài vừa qua với quý vị. Và đồng thời chúng ta sẽ bước vào những cái hướng dẫn mới về trong tiếng Anh. Đầu tiên đó là chúng ta cần hiểu được tiếng Anh, cách nói và cách viết nó như thế nào. Sau đó chúng ta học những cái mà điều căn bản nhất, các cái thì căn bản nhất của tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ đi vào những cái phần quan trọng nữa của văn phạm tiếng Anh mà mỗi người chúng ta đều phải biết, để sau đó khi biết rồi chúng ta sẽ kết hợp lại những cái điều chúng ta học đó, kể cả tiếp vi ngữ, đầu vi ngữ vân vân, am vân vân, chúng kết hợp với các cái thì này chúng ta sẽ đạt được câu. Dạ, cảm ơn diễn giả Phan Gia Đài rất nhiều, và đến đây thì chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ của diễn giả Phan Gia Đài với Trọng Nghĩa xin được tạm ngưng ở đây. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ vào mỗi tuần, thưa quý vị, và cảm ơn quý vị đã thương mến chương trình này. Xin diễn giả Phan Gia Đài có lời chào quý khán giả của chúng ta. Dạ, xin chào Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán giả, và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào quý vị.